chào mọi người. Bây giờ Phượng đang ăn cùng các anh hàng xóm cuối tuần. Đó, sẽ uống rượu vang, hốc rượu vang nha. Đó. Còn mấy chai nữa để cho tủ lạnh rồi ăn đá. Rượu vang cái ly kỳ vậy. Nhà có điều kiện cho nên có gì xài đó đi. Món của mình hôm nay có gà nuôi ớt. Mà đã hết một nửa. Bớt vậy đi. Kim chi đây đây. Kim chi đây mà rồi cái này là bò với lại mực nhúng nhắm đúng không? Nhúng nhắm dừa. Dừa hả, lạ vậy. Cái đây là chủ đề hôm nay là mọi người sẽ đem theo món ăn mà mình yêu thích đến nhậu. Rượu hùng phải không? Rượu ăn thì mỗi người một món, thích gì đem đến đó. Đó có Điền nè. Hello. Thảo nè. Hello. Đây, anh đây là anh Quân. Sáng xế ra món bò nhúng nước dừa. Lạ nha. Đây là anh Kiên. Đó. Mặt cũng tươi. Người thùng hai chai rượu. Đó. Đó, thấy nhiều không mấy bạn? Hấp dẫn không? Cái này là chắc ăn bàn chục người đó nha. Quá trời bò, quá trời mực. Cái này đang pha nước giống như bên Thái Lan. Cái về cái hương vị thì nó cũng rất khá giống nhưng mà cái chưa đậm đà lắm. Ăn hay xé lưỡi. Xé lưỡi có cay không? Cay. Không có nước chấm này nè, chứ không phải là cái nước dừa này. Đâu, nước chấm đâu, anh Quân tự pha luôn hả? Ghê vậy. Nguyên liệu là gì? Nguyên liệu này rất là đơn giản, chỉ có ớt, tỏi và đường. Cái nước chấm ớt hả? Đúng rồi. Chanh, đường, ớt, mắm. Mắm. Chưa ăn mà rành lắm. Vô. Vô. Cuối tuần, cuối tuần vui vẻ. Đó. Này là món mới, sướng, chấm mắm nhỉ. Đó, giờ mình bỏ, đó, bỏ vô đây, ngâm cho nó. Ủa sao em chế vô hết luôn? 30 giây, nó thấm. Dạ, từ ăn ăn nhắm rồi. Ai ăn rồi đó thả bỏ vô cho nó thấm. Ok. Đó. Okay. Sau 30 giây chúng ta sẽ cuốn cải xanh. Đó, cuốn cải xanh dưa leo. Để chấm gì nữa? Lại. Chấm lại nước này ăn. Ờ, quất. Ăn nào. Ok. Trời đó ăn gì hả? Hấp dẫn không? Cái mùi thúi mắm gì nữa. Cái mùi gì? Tao đâu có mua. Hết ly không? Hết luôn. Hết đi Quân, giữ bộ làm màu đi nè. Làm màu trước khi đi vô đi nè. Đi hao vậy? Tao đùa hao vậy? Hết luôn hả? Ừ. còn nha. Hết đi rồi nha. Chị sáu ơi. Bây giờ mình sẽ lên chai thứ ba. Đó. Hai vỏ chai nãy đâu rồi? Biết. Cái này là từ Pháp về nha mấy bạn. Pháp về. Quê của anh Quân ở Pháp nha mấy bạn. Đó. Các bạn bonjour, je suis bleu. Chai cuối cùng thì mình sẽ uống chai màu vàng, ở lộn chai màu trắng cho nó đánh lộn cho đã đánh lộn cái gì đó. Ừ, đánh lộn biết đường về nhà đúng không? Nhà bây giờ mấy bạn tuần trước thì mình cũng đi với mấy người này đi Phước Hải ăn tôm tích vàng khổng lồ nè. Giờ ai muốn ăn tôm tích đó thì liên hệ với anh Quân, Facebook là Nguyễn Hoàng Quân đó. Tập phương hội đi ba. Các bạn muốn ăn tôm tích đó, hai khách sạn hay là hải sản khác, cứ việc liên hệ bán tất cả các loại hải sản luôn. Vâng, chính thức các loại hải sản, các bạn cứ vô Facebook Nguyễn Hoàng Quân hoặc liên hệ số điện thoại 0938 810 018 gặp anh Quân. Ví dụ tôi hải sản gì? Ví dụ như tôm tích vàng khổng lồ. Nói gì nữa? Cua gạch Cà Mau. Đó. Cá bú đỏ, cá sao xanh. Cá đá, cá gì, cá mặt quỷ. Ừ đúng. Cá bò giáp, tất cả các loại hải sản thì có tôm hùm, tôm càng. Có gì con khổng lồ, con nhện nhện gì đó. À cua kinh ráp ấy. Nhiều ký nó luôn. Kinh ráp. Giá bao thị trường 1 triệu 7 một ký. Ok. Các bạn cứ vô trong nhà hàng là nhiêu tiền, trong nhà hàng nhiêu tiền. Các bạn vô nhà hàng ăn kinh rắp sẽ là từ 2 triệu rưỡi tới 3 triệu một ký. Nhưng mà hàng chưa chắc sống. Nhưng tại Facebook Nguyễn Hoàng Quân, các bạn chỉ mua có 1 triệu 7 thôi. Sống. Hàng sống tận nơi, tận nhà. Chắc trước khi ăn đúng không? Vâng. Là các bạn, hay là các bạn có thể yêu cầu chế biến ra tận nơi. Ok. Cái món lẩu, chiên, xào, rang muối thì có hết tại Sài Gòn nhé bạn cấp ơi. Nhà hàng 5 sao chắc bạn. Ờ nặng không ai đưa đâu nha. Vâng, giờ tháng 7 mình đi đâu nè? Ok, tháng 7 mình sẽ đi mình Tháp, mình đi Missin. Đi Đồng Tháp? Mấy gì Missin vậy ba? Vâng, mình đi Đồng Tháp Missin. Missin nghĩa là bơi lội, hồ bơi. À là swimming á hả? Swimming tiếng Anh. Tiếng Pháp là with Missin. Ok, ghê thiệt. Hôm nay học được từ mới nha mấy bạn. Dạ nha các bạn. Các bạn đừng quên với Phượng nha. Bây giờ mình qua chai thứ tư nha mấy bạn. Trời uống miếng này. Ăn nhiều rồi đó, hơi nhiều rồi đó. Hello. Giống gà đá vậy đi. Giống gà đá vậy đi. Vô.
Trời tụi mấy chuyện đó nữa. Vô vô. Ủa, cá khô cá linh kỳ một nắng. Chiên giòn. Nhiêu ký? 4 xị 1 ký các bạn à. 4 xị à? 4 xị thôi à. Mà đất xị à, không ai mua đâu bán đâu. Cầm cái rồi rồi. Bây giờ mình ra lên món lại lần nữa. Món này ra rồi nhưng mà hết sạch nhanh trong vòng 5 giây cho nên giờ mình phải ra lại lần nữa. Đây là món gì quên tiêu rồi. Cá lim kem. Cá lim kem. Cá lim kem. Món mới nói được. Nói mà tức luôn. Chi quen rồi. Đây là mực nướng. Mực nướng chị Thảo đem hùng hùng vốn vô đó. Mực nướng, mực nướng, mực nướng, mực nướng. Cá liền kìm. Ai muốn mua liên hệ anh Quân đó. Nha. Facebook Nguyễn Hoàng Quân. Okay. 0918 0938. Chữa lại, chữa lại thôi. Đọc lại đi ba. 0938. Hay mến nữa ông đọc số điện thoại của ai rồi. 0918. Mến nữa đọc số điện thoại. Rồi. Hết chai thứ tư rồi các bạn ơi. Có 4 người uống mà hết 4 chai. Giờ mình phải lên bia lại. Lên bia sao anh Quân đi. Mở thùng. Ấm là xì bồ bia hiện ra. Nếu càng uống thì càng có nhiều thứ xuất hiện hơn. Vậy đi. Mình sẽ chơi trò chơi Rắc Xi Ngầu. Mà Lan và Thảo thua á. Thì Lan và Thảo sẽ được nhờ con trai uống. Ok không? Nửa ly rượu. Nửa ly bia. Ok không? Chung lại thôi. Già nhất kìa. Ai lớn ai nhỏ thứ nhất là người đã uống vòng này. Lật sao. Bấm đi. Hay cái bồ sao. Cái bồ chỉ. Rồi số 1 số 6. Rồi hai người tự cụm đi. Hình cho quần quá xíu nữa.